Xin chào tất cả các anh chị. Em đến từ cửa hàng camera Ngọc Diệp. Hôm nay em làm video này để hướng dẫn các anh chị cách cài đặt và kết nối con camera UC, là loại camera UC ngoài trời 4 râu, tích hợp xoay được 360 độ. Mẫu này là độ phân giải 5.0, là mẫu mới nhất hiện tại của camera UC hiện nay. Thì như những anh chị nào mình đang sử dụng điện thoại hệ điều hành Android thì mình vào cửa hàng CH Play, tải ứng dụng về và cài đặt giúp em. Còn anh chị nào mà mình đang sử dụng hệ điều hành iOS của iPhone thì mình vào cửa hàng App Store để cài đặt và sử dụng. Sau đây em sẽ quay video màn hình lại để anh chị có thể nhìn rõ hơn về cái thao tác cài đặt. Bây giờ em vô và mình vào cái App Store, mục tìm kiếm. Anh chị ghi giúp em là chữ Y dài, O O S E E. Đây là cái mục UC mình sẽ tải về. Mình bấm vào đây. Rồi bắt đầu bấm vào mục tải về giúp em. Rồi đối với cái ứng dụng UC này thì cái dung lượng khá là ít, khá là nhẹ, cho nên là anh chị cái quá trình mình tải về nó rất là nhanh. Và cái ứng dụng này thì hoàn toàn đều là phiên bản tiếng Việt nên anh chị mình sử dụng và cài đặt đơn giản. Một số anh chị nào mình chưa bao giờ sử dụng cái ứng dụng UC này thì sau khi xem video này thì anh chị sẽ có thể mình tự sử dụng và mình cài đặt tại nhà, nó rất là đơn giản. Và sau khi mình tải được ứng dụng UC về rồi thì mình bấm mở giúp em. Trong ứng dụng khi mình mở lên thì có một số cái yêu cầu, mình bấm OK và đồng ý giúp em ha, cho phép hết luôn, cho phép, rồi cho phép luôn, đồng ý. Những anh chị nào mình chưa có sẵn cái, mình chưa bao giờ sử dụng cái ứng dụng UC này thì mình tạo giúp em một cái tài khoản mới để mình đăng nhập vào sử dụng. Còn những anh chị nào mà đã có sẵn cái ứng dụng UC này rồi thì mình không cần phải tạo tài khoản nữa. Sau đây em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách để mình tạo được một cái tài khoản cho ứng dụng UC một cách đơn giản và nhanh gọn nhất. Là anh chị liên kết với tài khoản Facebook giúp em. Thì đây là cái ký hiệu Facebook, anh chị bấm vào đây. Rồi sau đó bấm tiếp tục giúp em để mình mở cái ứng dụng Facebook lên để liên kết. Rồi anh chị bấm tiếp tục dưới tên Facebook của mình. Khi mà nó ra cái mục có liên hệ đến tài khoản UC, anh chị bấm tôi là một người dùng mới là dòng màu trắng này nhé. Rồi đến bước này thì anh chị cắm điện nguồn vào giúp em, cắm điện nguồn vào camera giúp em. Trên camera này sẽ có ba cái chui dây, đặc biệt đối với những dòng camera ngoài trời của thương hiệu UC sẽ có ba chui dây. Thì chui đầu tiên là mình cắm nguồn, đây là chui cắm nguồn. Chui thứ hai là cổng dây mạng LAN. Thì đối với những trường hợp mà anh chị gắn camera xa với cái cục wifi nhà mình đó mà đường truyền hoặc không ổn định, anh chị cứ cắm trực tiếp dây mạng này giúp em. Còn anh chị nào mà gắn gần hơn thì mình cứ kết nối không dây, kết nối wifi không dây sẽ tiện hơn. Còn chui cuối cùng là nút reset camera. Thì em sẽ cắm nguồn điện vào camera. Rồi sau khi anh chị cắm điện nguồn thì camera sẽ khởi động tầm 10 đến 15 giây. Thì sau khi khởi động xong, anh chị bấm vào dấu cộng này giúp em. Nó sẽ ra một số cái cách để mình cài đặt. Thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị cái cách làm sao mình cài đặt nó vừa nhanh và nó tiện cho anh chị nhất. Là mình bấm vào mục thêm điểm truy cập. Dưới đây sẽ có dòng chữ đã hoàn thành các thao tác trên. Anh chị bấm vào cái ô tròn này sẽ hiện lên dấu tích xanh. Rồi anh chị bấm giúp em vào tiếp tục. Thật ra cái mục nhập mật khẩu wifi thì anh chị cứ nhập mật khẩu wifi cho mình vào. Anh chị bấm vào con mắt ở đây xem thêm, xem thử là cái wifi mình nhập đã chính xác hay chưa. Bởi vì khi anh chị nhập mật khẩu wifi không chính xác thì cái quá trình kết nối nó sẽ thao tác thất bại. Sau khi đã chính xác về mật khẩu wifi rồi thì anh chị cứ bấm tiếp tục. Rồi bấm tiếp theo anh chị bấm giúp em là dòng chữ đi tới kết nối với wifi bắt đầu bằng GW.
anh chị bấm tôi đã biết. À, khi bấm tôi đã biết thì nó sẽ chuyển sang cái phần cài đặt điện thoại của mình. Anh chị bấm vào cái mục Wi-Fi. Sau khi bấm vào mục Wi-Fi thì trong cái danh sách Wi-Fi nó sẽ có một mã phát sóng của camera bắt đầu bằng chữ GWAB và đằng sau là cái mã ID của camera. Anh chị kích vào đấy giúp em. Thì điện thoại sẽ tự kết nối với mã phát sóng này của camera. Sau khi đã kết nối được với mã phát sóng, anh chị trở lại ứng dụng UC giúp em. Thì điện thoại và camera sẽ tự kết nối với nhau. Lưu ý khi mà anh chị đang kết nối camera và điện thoại đang kết nối thì anh chị vui lòng tắt dữ liệu di động 3G, 4G. Chỉ dùng Wi-Fi và bật vị trí điện thoại lên giúp em. Để quá trình kết nối nó sẽ đơn giản và nhanh hơn. Thiết bị đã tải lên. Khi mà điện thoại đã kết nối thành công với camera rồi thì sẽ ra cái mục đặt tên. Thì tùy anh chị mình muốn đặt tên camera là như thế nào thì mình cứ ghi vào đây. Hoặc là có một số tên cái ứng dụng nó có gợi ý sẵn cho mình. Thì ở đây em đặt trước tên là nhà để xe nha. Rồi xác nhận. Sau đó là mình sẽ bấm kiểm tra thiết bị của tôi. Rồi đây là hình ảnh camera quay lại khi mà đã kết nối được thì camera sẽ hiện lên hình ảnh như thế này. Thì đặc biệt camera này nó hỗ trợ tích hợp chức năng là xoay 360 độ. Có thể xoay qua lại lên xuống. Thì mình điều chỉnh camera xoay ở đây. Đây anh chị có thể thấy là camera đang xoay như mình điều chỉnh trên điện thoại của mình. Đây xoay lên. Rồi xoay xuống. Thì camera này có tích hợp là đèn hồng ngoại và đèn LED. Thì đặc biệt đèn LED là ánh sáng trắng hỗ trợ ban đêm hình ảnh có màu. Thì khi mà anh chị muốn bật đèn LED thì anh chị vào cái mục ba gạch ngang này. Rồi anh chị bấm vào mục ánh sáng trắng thì camera sẽ sáng đèn. Anh chị kích vào một lần nữa thì camera sẽ tắt đèn. Rồi thì video đến đây cũng khá là dài. Thì như anh chị nào mà mình chưa biết cách kết nối cài đặt camera UC thì sau video này anh chị có thể mình xem và mình kết nối tại nhà theo cái hướng dẫn và theo thao tác nãy giờ em làm từ đầu video tới giờ. Hiện tại thì bên cửa hàng bên em đang có chương trình ưu đãi đặc biệt cho dòng camera 4 râu này. Nếu như anh chị nào đang có nhu cầu đặt hàng sử dụng camera thì anh chị liên hệ qua fanpage hoặc qua số điện thoại hotline là 028-222-35321. Hoặc anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng tại địa chỉ là số 8-7B, đường Phan Huy Ích, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng camera Ngọc Diệp. Bên em hân hạnh được phục vụ các anh chị. Video tới đây cũng khá là dài rồi, thì em xin kết thúc video tại đây. Những anh chị nào mình cảm thấy video này hay và hữu ích thì anh chị cho em xin một like và một lượt đăng ký kênh. Em xin chúc tất cả các anh chị có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Em xin chào tất cả các anh chị.